Mike Tyson khuyên Anthony Joshua cần đối mặt với quỷ dữ nếu muốn thắng Andy Ruiz. Nhà vô địch hạng nặng huyền thoại Mike Tyson đã gửi lời khuyên đến Anthony Joshua trong việc đối mặt với thất bại. Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, Anthony Joshua đã thất bại và mất đai vô địch trước Andy Ruiz. Thất bại của Joshua được xem là một trong những khoảnh khắc gây sốc trong làng quyền Anh kể từ thất bại của Mike Tyson cách đây 29 năm. Vào năm 1990, Iron Mike đã trở thành tượng đài bất bại của boxing. Thật khó tin rằng Mike lại bị một tay đấm gần như vô danh là James Buster Dallas hạ gục trên sàn đấu. Nhìn nhận thất bại của Anthony Joshua, Tyson đã cho biết trên chương trình Hot Boxing Postcard: Joshua đã có sai lầm trong chiến thuật. Thất bại là chuyện không may đã xảy ra. Nhưng cậu ta có thể trở lại. Tất nhiên là với điều kiện tâm lý phải vững đã. Cậu ta sẽ không thắng nếu như tâm lý vẫn còn bất ổn. Joshua sẽ phải dành nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh vì thất bại. Cậu ta không thể để thất bại đó tiếp tục kìm nén bản thân. Joshua cần phải đối mặt với con quỷ dữ trong đầu cậu ta. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Joshua đã sử dụng quyền tái đấu và sẽ đối đầu với Andy Ruiz vào cuối năm nay. Đây là cơ hội mà Mike Tyson không có sau trận đấu với Dallas. Tuy nhiên, Mike Tyson đã sử dụng quyền này sau thất bại trước Evander Holyfield. Nhìn từ ngoài thì Joshua có vẻ ổn đấy nhưng thâm tâm cậu ta đang như thế nào? Mai tiếp tục. Joshua đang có nhiều tiền, nên câu hỏi quan trọng nhất hiện giờ, cậu có sẵn lòng để tiếp tục chiến đấu? Cậu đang đối mặt với nghịch cảnh, cậu là ai, cậu sẽ làm gì? Bỏ cuộc và nói rằng tôi đã chịu quá đủ, hay cậu tin rằng cậu có thể trở lại? Cậu có niềm kiêu hãnh không? Cậu tin vào điều gì? Tổ tiên, gia đình của cậu, cậu đấu tranh vì điều gì? Đó là điều cậu sẽ phải cân nhắc cậu có thể bỏ cuộc và giải nghệ với số tiền đang có, điều đó là chuyện bình thường. cậu không phải là một chiến binh và điều đó không sao cả. về thông tin trận tài đấu của Joshua và Ruiz, hiện tại trận đấu vẫn chưa xác định được ngày tháng và địa điểm tổ chức vì Andy Ruiz không đồng tình với sự lựa chọn địa điểm của ông bầu Eddie Hearn. các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Mike Tyson từng làm chuyện ấy với 15 cô gái mỗi ngày, sơi 1.300 mỹ nhân. Trong cuốn tự truyện Sự thật trần trụi của Mike Tyson, ông đã kể hết những câu chuyện cất trong lòng lâu nay. Sự thật trần trụi không hề tô vẽ, câu viết ấy ngắn gọn đã đủ sức thu hút phần nào nói lên cuộc sống phía sau sàn đấu có phần dữ dội và điên khùng của huyền thoại bốc sinh hạng nặng Mike Tyson. Mike Thép là tay đấm vô địch hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, nhưng ông nhận ra rằng sở trường của mình là thứ bỏ đi. Sở trường của tôi chính là tự hủy hoại mình Hẳn vậy, cuộc đời của Mai Thép đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ông tới với boxing Và trở thành một võ sĩ đặc biệt nhất thế giới Vinh quang, tiền bạc, đến với ông quá dễ Và nó là kẻ thù lớn nhất đời Cựu võ sĩ 54 tuổi người Mỹ từng sở hữu 65 triệu đô Nhưng ông đã tiêu sạch vào những cuộc ăn chơi chắc táng Cũng từng phải vào tù vì tội hiếp dâm Tài nhiều tật cũng chẳng ít Cuộc đời Mai Tyson Sơn là một bức tranh đầy màu sắc. Bên cạnh những vinh quang đã có được, ông đã để lại không ít tai tiếng vì những góc khuất về lối sống của mình. Thông qua cuốn tự truyện qua lời kể của một cựu vệ sĩ của Tyson Sơn có tên Rudy Gonzalez, thì người ta hiểu rõ hơn về căn bệnh nghiện tình dục của tay đấm huyền thoại này. Tờ Benjamin Spot tổng hợp và tiết lộ ra 6 hoạt động tình dục không bình thường của võ sĩ 54 tuổi trong quá khứ. Một Trước khi vào tù năm 1992, Mai Tài Sơn ngủ với 15 phụ nữ mỗi ngày. 2. Làm chuyện ấy với người đẹp Naomi Campbell ở một nhà tắm công cộng và ra lệnh cho bảo vệ đứng gác. 3. Ước tính Mai đã qua lại với hơn 1.300 phụ nữ. Mỗi lần như vậy, ông đều ghi tên lại các cô gái làm kỷ niệm. 4. Mai còn làm chuyện ấy với một phụ nữ khi đó 50 tuổi trong siêu thị. 5. Năm 2009, sau khi sử dụng cocaine, Mai Thép đã gọi 7 cô gái từ khách sạn phục vụ. 6. Thời đỉnh cao phong độ, Mai cũng thường đeo đai vô địch để làm chuyện ấy, để luôn coi mình như nhà vô địch. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. người nâng tầm Mike Tyson trở thành tay đấm đáng sợ nhất lịch sử quyền Anh. Và cũng nhờ Bobby Stewart, cuộc đời của Mike sang trang mới khi được gặp huấn luyện viên huyền thoại Cus de Amato vào năm 1980 khi anh sắp tròn 15 tuổi. Chỉ cần nhìn Mai thi đấu 6 phút, Cus đã chắc nịch phán, con là một đấu sĩ rất cừ, nếu con nghe lời ta, ta có thể giúp con trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại. Những bài học quyền Anh bài bản đầu tiên không chỉ có tập luyện khắt khe, mà còn là những bài học lớn về rèn luyện bản lĩnh và nhân cách. Cus dạy mai về nỗi sợ hãi và cách vượt qua bản thân. Nỗi sợ như một ngọn lửa, nếu biết điều khiển nó sẽ trở thành vũ khí của con, nếu không biết nó sẽ thiêu dụi con và mọi thứ xung quanh. Về chiến thuật tâm lý, Cus nói về mai, khả năng sinh tồn hình thành từ nỗi sợ khi ấy, Adelaide sẽ truyền vào máu làm tim đập mạnh hơn, cho phép cơ thể lập nên kỳ tích phi thường về tốc độ và sức mạnh. Như con ai bình thường, chỉ nhảy được độ trăm mét, nhưng khi đối mặt với mối hiểm họa, nó có thể nhảy xa tới 14 đến 15 mét. Con người cũng vậy thôi, nỗi sợ hãi sẽ khiến con người mạnh hơn. Ông cũng nói về sự khác biệt giữa một người hùng và một tên hèn nhát. Họ chẳng khác biệt gì về cảm xúc, họ cũng sợ hãi như sau. <laughs> họ cũng sợ hãi như nhau. Khác nhau là họ phản ứng trước nỗi sợ hãi ấy như thế nào mà thôi. Người hùng và tên hèn nhát đều cảm nhận nỗi sợ hãi như nhau, nhưng con phải có kỷ luật để hành xử như một anh hùng và khước từ phản ứng của một kẻ hèn nhát. Sự mệt mỏi khi tượng đài có đến 90% là do tâm lý mà ra. Bọn hèn chỉ vin vào đó để đầu hàng. Cái đêm trước khi thi đấu, con sẽ mất ngủ. Đừng lo, vì đối thủ của con cũng vậy. Cus dạy Mai để trở thành một đấu sĩ vĩ đại, phải biết thoát bỏ gánh nặng tâm lý, vượt qua giới hạn, tập trung, thư giãn cho đến khi nào con nhìn thấy chính mình từ bên ngoài. Khi nào con đạt đến cảnh giới ấy, hãy cho ta biết. Sau thời gian hoàn thành cải tạo, Cus sợ Mai phải về lại khu hồ chuột ở Bosvin và tiếp tục con đường cũ. Ông quyết định nhận nuôi Mai và đưa anh đến sống chung cùng vợ chồng ông. Cus không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha tinh thần của Mai người giúp anh hình thành nhân cách và phẩm chất của một võ sĩ quyền Anh những năm đầu đời. Tháng 5 năm 1981, Cooks đưa cậu bé Mai 15 tuổi đi dự giải đấu vô địch đầu tiên trong đời, giải trẻ Olympic, và những chuỗi ngày chiến thắng giòn giã bắt đầu, từ vòng loại địa phương rồi khu vực, và cuối cùng là tranh giải toàn quốc. Mai thắng tất cả mọi trận đấu bằng nốc ao ngay từ hiệp 1. Anh giành huy chương vàng sau khi đánh bại đối thủ bằng một cú nốc ao chỉ sau 8 giây một kỷ lục vẫn còn đứng vững đến bây giờ. Mai chính thức đặt chân lên con đường danh vọng từ năm 16 tuổi. Trong lúc đó, phân nửa đám bạn bè giang hồ của Mai ở Brooklyn không chết thì cũng bị sổ khám. Cus làm Mai tin rằng chiếc đai vàng xanh của WBC, Hội đồng Quyền Anh Thế Giới, là thứ đáng để bỏ mạng. Mai hỏi ông, cảm giác trở thành người vĩ đại nhất thế giới quyền anh sẽ ra sao hả thầy? Hầu hết huyền thoại đều đã chết cả rồi, Cus trả lời. Họ chết nhưng chúng ta vẫn ở đây để nói về họ. Những con người vĩ đại sẽ trở thành bất tử. Kuz là một bậc thầy về khích tướng, bởi vì ông tin rằng 90% thành công của quyền Anh đến từ tâm lý, chứ không phải là thể chất, khát vọng, chứ không phải là kỹ năng, mới là thứ giúp bạn tiến xa. Tháng 6 năm 1982, ở tuổi 16, Mai bảo vệ trước vô địch Olympic dành cho lứa tuổi thiếu niên lần thứ hai. Tên tuổi Anh nổi như cồn. Bố mẹ các võ sĩ xin rút tên con mình vì sợ chúng phải thi đấu với Mai. Thậm chí Mai từng lập thành tích với 8 trận toàn thắng đều nhờ nốc ao. Trong giai đoạn đón nhận những thăng hoa nhờ bách chiến bách thắng ấy, Mai phải đối mặt với những mất mát và những cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là việc người mẹ chết vì ung thư, sau đó là cái chết của bà Kim, thằng bạn nối khố. Kẻ dẫn dắt Mai vào con đường tội phạm, và từng khuyên anh đừng bao giờ quay về khu phố Brownsville nữa. Và cú sốc lớn nhất sau đó là Cus, người thầy, người cha tinh thần qua đời. Sự mất mát đó đồng thời cũng là động lực để mai báo đáp công ơn của Cus. Tôi phải làm mọi thứ để thành di sản bất tử của ông. Ngày 22 tháng 11 năm 1986, ở tuổi 20, Mai trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử bình luận viên gọi chiến thắng của mai là bước vào kỷ nguyên của bộ môn quyền anh những chiến thắng dễ dàng và những lời tung hô của truyền thông đã khiến mai bắt đầu trao đảo khi không còn một người thầy lớn như cus bên cạnh dạy dỗ tôi rất kiêu ngạo nhưng đồng thời cũng cảm nhận được thời gian bước lên đỉnh cao của mình đã đến trong đầu óc bệnh hoạn của mình tôi bắt đầu vẽ lên quang cảnh ấy từ trên cao các võ sĩ vĩ đại và những chiến thần đang dõi theo trong lúc tôi vươn tới tầm cao của họ các bạn hãy đăng ký kênh youtube